đây là toàn là xoài không. Xoài nó trồng ở trên núi. Đường này là đường bờ đập nè. Đi hết đường bờ đập nó có cái đường chỗ này mấy ổng mới ủi xác định làm đường mới ở đây nè. Cái đường này là cái đường chạy vô chân núi. Nó vô cái vườn xoài dưới này nè. Nó chạy vòng ở dưới ngay chân núi luôn. Nào mấy ổng ủi nè. Ủi định làm đường ở trong này. Này là mình đang chạy vô trong đường ở chân núi Cô Tô đó. Này là mấy cái vườn xoài. Ở đây là vườn xoài cổ thụ không ạ. Xoài đây là xoài thanh ca. Cái đường này nó cũng đi vô vô chỗ gì cục đá đầu voi. Này như trong rừng rồi đó nha bà con. Ở đây là rừng xoài. Này có cái đường nước hồi xưa mà xuống dốc. Ông đã ủi cái đường này chắc là định làm cái đường, làm cái đường đi vòng vòng ở dưới này. Chưa đi trong rừng nha. Mà ủi lớn quá cũng không mấy hay. Tại mấy cái đường này nó phải đường, cái đường nó nhỏ nhỏ. Đường lớn quá xe hơi nó vô. Đường nhỏ nhỏ cho xe gắn máy chạy lên. Xuống này kia dốc. Không ủi cái đường này bự rồi. Đường này xe hơi chạy vô luôn. Trong này nó có một cái tảng đá ngay nó gọi là đá đầu voi. Chỗ này cũng sau này nó thành một cái địa điểm tham quan được. Nó có cái dốc đi lên trên núi. Còn cái này đang ủi. Ở đây là cái kêu cái tảng đá núi đầu voi. Chỗ này lên đi, lên đi bộ lên trên đó được, đi bộ đi lên tuốt trên đó được á. À, chỗ này mà mở đường lớn lên là có người ta vô chơi. Đổ bê tông hả? Dưới đường trên đường dưới ở đây nó có hai cái ngã. Lâu lâu đi một lần không nhớ. Đi lại đường này đi. Đấy, đang gặp người ta đang ủi. Người ta ủi đường đó là nó cho nó giáp với
từ cái hồ Sa Chép nó qua bên hồ Suối Vàng, rồi tới đoạn nữa là ta sẽ ráp cái làng Tà Le. Cái đường này hiện giờ nhỏ mà nó ủi ra nó bự lắm. Đường này giờ chỉ một xe đi, một xe máy đi thôi. Tới ủi rồi 2-3 xe máy đi cũng được. Phải đường này không trời. Cũng khá lâu rồi không có chạy đường này. Thử ra cây cối nó mọc mà mình nhìn cũng cũng không rành lắm. Vô trong rừng này đẹp không? Đường này á, nếu mà ủi bự ra nó không mấy là đẹp. À, nó nhỏ nhỏ vậy nè. Rồi đi xe đạp mà. Đi xe đạp tham quan nó đẹp. Nếu mình chạy trong rừng, còn khi mà làm cái lậu bự quá thì kiểu như chạy ở quốc lộ rồi nó hết hay. Cái này là rừng xoài không các bà con? Xoài cổ thụ không? Xoài thanh ca. Thấy vậy chứ con đường này á, là nó chạy lên nó cũng ở trên núi chứ không phải ở dưới đồng bằng. Nó ở phía trên rồi cũng cỡ 5 mét trên lệch với mặt ruộng đồng bằng đó. Cái ruộng ở ngoài đó vàng vàng đó là ruộng ở dưới đồng bằng á, đồng bằng với đồng bằng chân núi á, còn khúc trên này là núi. Cái này là rừng xoài. Cái xoài không? Xoài này xoài cố thụ. Xoài này là xoài thanh ca. Xoài thanh ca là xoài có tiếng hồi xưa. Còn giờ thì mấy loại xoài mới, xoài Đài Loan, xoài cái gì nhiều cái loại xoài quá, bây giờ xoài thanh ca này không còn được ưa chuộng nữa. Chứ hồi xưa là xoài thanh ca là xoài địa phương, là xoài ngon nhất ở đây. Cái này ra là ruộng mà. Này hình cỏ tranh này. Chỗ này nó có cái suối nước đây nè, nó chảy từ trong kia ra, nó chảy ra đây nó xuống ruộng lúa ở đây cũng chín rồi. Ở đây chắc chỉ có cắt tay thôi chứ máy xe máy chạy máy suốt ở đâu lên được. Chỗ này có cái suối nữa không? Đó, chỗ đó lên cái dốc đi qua bên kia là cái vườn xoài nữa. Ở đây có người ta trồng cái cây vú sữa. Suối trong vắt nè, như có cá nè. Có cá nè. Không? Suối nó chảy trên núi, nó chảy xuống qua đây nè. Chỗ này nè. Đó. Nơi suối nó chảy rồi. Trong quắt. Cái đó cái trắng trắng nó vù vù đó là mấy cái rễ cây.
Đây là dưới ruộng. Này cây mùng nước. Ở đây là toàn là xoài không. Xoài nó trồng ở trên núi. Ở đây người ta chặt hết rồi nè, chứ hồi xưa cũng xoài không à. Chỗ này sau này người ta làm đường là đất ở đây có lý à, đất ở đây có giá, cũng có người đi nữa. Ở những đường này ngay cả người bản xứ đây cũng chưa chắc đã biết. Phải dân đi rừng, đi vườn, đã có vườn của người ta ở đây người ta mới biết con đường này. Đường này là làm mấy cái tour du lịch đạp xe đạp này nó rất là hay. Bữa hổm có anh em nào cũng hướng dẫn bên du lịch hơn. Nó vô đây nó hỏi đường rồi cũng chỉ nó đường này mà không biết nó có về nó làm cái nó lên được cái tour của nó không. Cái đường này là đi tour du lịch đi xe đạp mà chạy mấy đường này là rất là khoái, nhất là tụi Tây nó khoái mấy cái cách đi này. Rất là trong sân bay, 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 rất là trong sân b